chào các bạn. Hôm nay gia đình mình có một chuyến du lịch tắm hồ Dầu Tiếng. Có ngày tắm hồ Dầu Tiếng mà. Cái này là cục gì? Tắm hồ Dầu Tiếng rất là mát mẻ. Bữa nay ngày lễ, không có đi đâu chơi xa, ở hồ Dầu Tiếng tắm biển. Đâu lên hết rồi. Tính giác máy chứ quay phim là lên hết rồi. Tắm này sướng hơn là tắm biển luôn á. Sẽ xuống mình tắm. Nước ở đây rất là trong và mát mẻ luôn các bạn. Ở chân mình là đất. Nó không có lún mà nó cũng không có lên sình đất sét. Nên là tắm rất là thích. Đây. Lòng hồ Dầu Tiếng rất là mát mẻ luôn. Rồi mình đứng xuống chỗ này là nước tới ngực rồi các bạn ơi. Đây rất là mát. Dạ đây mấy chú dơ kìa. Đây, giờ đây bay nè. Thử thách mình hụp xuống được bao lâu nha. Ngắm nước ngọi kìa. Vậy bao nè. Ăn bao gì thấy chán vậy. Thôi ta bay nè. Đây. Ngắn quá không ai mặc đâu. Hết à. Bơ nè. Bơ bơ đi. Nè thấy nổ không hả? Nổ cái gì đâu mà bơ gì mà. Đi con chó vào đất kìa. Rồi được không nước à. Uống nước được vài lần là bơ được thôi. Trời nằm mi kìa. Mì nó mê bắt ốc à. Làm chó cào đất hay gì á. Làm gì nè mày. Cào lại coi. Rồi lên xuống nhúng nước cho nó sạch cái quần kìa. Đang tiên cá. Cái này là chàng tiên cá. Vậy, đang tiên cá xuất hiện. Chụp cho mẹ tắm lên đi. Ngày lễ 1 tháng 5 ở hồ Dầu Tiếng rất là đông luôn. Gia Bình Đình mình đi tắm hồ Dầu Tiếng. Từ ở trong bờ ra đây cũng rất là xa mà nước rất là cạn. Bây giờ tập My đang tập bơi nè. Đây là gia đình của mình. Còn anh Thiện đâu? Anh Thiện chụp hình nè anh Thiện ơi.
Đó. Mình đi cắt không nè. Ờ, ơi, ta mấy lỗi quá chừng kìa. Trời ơi, lỗi như con dồi hết ớn hả? Rồi mấy lỗi như con dồi luôn. Rồi, rồi, cái hiện ra kìa. Hiện ra nữa nè, lại đây. Chào mấy quay cái coi con. Quay qua chào mấy quay cái coi. Quay qua. Hey. Nó nói lại gần dữ rồi đó ơi. Rồi cho mấy lỗi nữa đi. Cho mấy lỗi nè. Bỏ cái bịch tới ra lỗi mới được. Đưa bịch tới hai cầm đi. Bắt cái gì đổng hả? Đổng hả? Rồi xích vô ngang cái dừng sau ngang hụt giò nha. Rồi dừng hai lặn mất tiêu rồi. Dừng hai là con cá. Quá chừng luôn. Không lẽ con cầu nữa. Nghe mắt kìa. Rồi nhưng hãy lặn mắt nữa rồi. Đây rồi. Trời ơi. Quá trời con bự luôn kìa. Bằng tay dừng hai ngoào cái như như mấy cuốc à. Mô sẽ cần cầu. Đó bị lội á, bị lội á. Tạ tạ, lội như con dồi á. Lội như con dồi đó. Nước bớt đi, con chắc nước ra mới đựng được chứ. Trời ơi, cái này chân giờ điêu luyện quá. Kẹp được không, kẹp được không. Năm ngồi, năm con. Rồi bữa chiều ở Long Hồ Dầu Tiếng, bữa nay ngày lễ 1 tháng 5 rất là đông người luôn các bạn ơi. Rồi càng về chiều là càng có đông người ra đây để tham quan tắm. Có sâu không? Lần vô nha, đừng lần ra nữa nha. Rồi bên kia có một chiếc ghe máy. Coi mi nè. Hai cái để tay đi mà sợ cái gì. Lội đi. Đập đi. Đập lên. Cái này à. Ồ ừ, mi lội. Cái này mà chiều cái sắp bẫy rồi chúng mày bán ngon hết trơn. Bán xe trái cây á. Đúng rồi. Ừ trái cây đó làm xe vậy đó. Cái đẩy mày bán. Mà hai ba lợi đó mi lưỡi ngửa nè thấy không mi lưỡi ngửa nè rồi xích vô đi ra riết đi mi lưỡi ngửa thôi lỡ bấm lỡ đắp 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 đó hai dịnh rồi không có sợ đạp đi đạp bỏ là quay đừng có bấm gì hết bấm đi xa là dữ. Nhạc đảng đi. Ai bắt nhạc đảng mà. Nó khấu. Nè, chụp đi. Nhìn nó chút rồi đó. Ờ, nó chút em mỗi tay. Đây, nó còn thôi. Rồi, nó còn. Rồi, nó điện té. Trời, té, té sao vậy? Té điện nó được. Mỗi tay quá. Chạy nó chút nữa. Ủa ba mày đâu rồi? Mày ba mày đâu kìa mày? Ba đâu rồi? Ghê không? Là hôi dò được cục đá. Uống nước nó tịnh lên á. Quá đã. À, cho mấy đập nữa nè. Cho mấy lội ngửa kìa.
Đây, núi bà đen nè, thấy không? Núi bà đen. Trời ơi, bây giờ người ta lên đông quá trời. Có lạ. Mấy đứa lên đi hồ mà nó còn đó, bởi đâu bây giờ được tắm đâu. Do dịch bệnh quá không có đi đâu chơi xa, đi hồ dầu tiếng tắm ở đây như tắm biển luôn. Là cũng có đập mà phải không? Đi đập đó cái chỗ từng từng nước ra cho nó đục. Ở dưới chân mình nó có rất là nhiều ốc luôn các bạn. Cái tay nè. Móp luôn à. Tay luôn kìa. Hiện đâu rồi? Đã không? Tắm đã không? Đã. Cái này đâu tắm biển, tắm biển này hiện ngay, hiện tắm lên đầu phải không con? Con gì đâu kia kìa. Con nè. Có một cái sinh vật lạ đang trôi bình bồng, né sang nó ra. Ở ngay chỗ này, cát nhiều ốc quá trời luôn nè. Hay quá hả? Ơi, cháu chồng hay quá, giờ bắt quả không ra ừ luôn á. Các bạn, ở dưới chân mình cát rất là nhiều nên là chỉ cần mò mò xuống là lụm thôi. Nè thấy chưa? Ủa này chết rồi ta. Đây nữa nè. Con này là con kêu bằng con gì ta? Hến hả? Nè cầm. Ở trong mấy loại đứng không ta? Nè quá trời luôn nè. Cầm đi. Thịt không á mà. Tét ra làm chi hả? Ê Vịnh em đi tét nha. Đừng hả nó nghe như là mày. Đừng hả nó nghe Khánh Vy chứ chồng ơi gì. Là mày. Là mày đây là bà phỏng vấn rồi, bữa nay đi tắm ở đây vui không? Vui. Cảm giác như thế nào? Cảm giác hết không? Ẩm lên. Ẩm lên, ẩm lên, ẩm lên, ẩm lên. Sâu quá, hụt giò á. Cảm giác hôm nay ướt kẹp. Tắm vui lắm nó nghe coi. Nắm cái miệng bịt lại. Ở chân của mình là đất sét, nó không có lún nên là quậy thoải mái nó cũng không có lên sình. Rất là hết luôn. Ở chỗ này thì tốt nhất là mình đi nên đi buổi chiều tại vì nó không có bóng cây. Nếu mình đi trưa nắng thì nó rất là nắng. Nếu mà đi nắng thì trưa thì phải phải có liều trại mới được chứ không là. Tắm cái này lên không có rít ngừ. Nó bù á. Với nó đứng đâu có đụng gì với đắng đâu. Bơi được á mà tại không chịu bơi. Ốc dưới đây nhiều ghê luôn á, mò mò lụm lý lẹ luôn nè. Tại mày đi, ủa Khánh Vy đi Vũng Tàu được mấy lần rồi? Chắc một lần. Lon. Coi chị Vy có tôm nè, tôm nó cái này. Tôm tép. Xích vô, đừng ra đó con, để nó sâu quá. Thịnh sâu lên rồi. Dựng hai lọng cá hù nè mày. Con tôm. Chạy đi.
rồi đi con tôm. Con tôm đi đâu sợ con tôm chứ hả? Đó dựng hai lặn nữa kìa. Nè cho hai ngó bự nè. Nước rất là trong luôn nè. Chiều mát người ta nhiều người ra đông hơn hồi mình đi. Lúc mình đi trời còn nắng ít người, bây giờ trời mát rồi nhiều người đi nè. Rồi xa xa bên kia là núi Bà Đen. Bên đây có nhiều bạn trẻ ra đây chụp hình. Gia đình mình bữa nay quyết định xuống hồ Dầu Tiếng tắm một trận cho mát mẻ. Tầm lên sau dưới đây có cái bực như này nè ba mày. Để lên kêu ông nội xuống tắm à. Trước mặt là về luôn. Các bên mà. Sao lên rồi? Sao lên tắm nè. Hiển. Mỏ gì vậy Thanh Vy? Con mỏ cục đá luôn trời. Bỏ đó nha. Đây. Bỏ đó nha. Trời sao mà cho nó tẹt tẹt lên mặt nước á. Đúng rồi. Làm sao được? Có mí nổi đó ha. Trời có mí ấy luôn. Mí nổi đó. Mí biết bơi rồi nha. Trời ơi. Bao nhiêu con dồi vậy? Cho xin cục đá. Đưa lên, đưa chân lên đây, đưa chân lên đây đó. Đưa lên. Ồ, Dầu Tiếng nó rộng mênh mông luôn. Nhìn xa xa như cái biển. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ra 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 ra. Thôi đem bắt chút chơi hả chứ làm cái gì. Cho ra kìa. Thôi. Thôi thôi. Bắt chân cho vui thôi. Hết nặng chứ luôn. Tắm tắm trưa giờ sợ bệnh nữa. Mày la bánh mì nè. Ôi. Nè, con la bánh mì nè. Ăn mì nè. Bây giờ nè, tại một thôi. Trời ơi trời. Cái gì? Làm chủ cho mày. Nhà nó tặng xỉu. Nước lên mặt đắt không. Anh có một có một tay bơi rất là kỳ khôi. Đợi nắng lên cho đừng nắng. Đợi lên đâu á. Thôi thôi đợi lên đầu cho đừng nắng cái đầu. Đừng nóng cái đầu. Đây đây ba đợi lên. Khỏi bỏ được.
Có ghe giờ mình đi ghe qua đó được. Canh mà hoài vừa cái ớt mì lên bút lên. Ăn ăn không? Phải chân nhanh hả? Đó, tới chân không?